tính làm gì con tôi vậy? Đi kìa, muốn đi đâu đi. Đi đâu chứ? Mày phá lệ, giúp chị nghe anh trai. Em trai, đi chung xe với chị luôn nha. Tôi là Lien Binh Phat. Tôi đang hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật với vai trò là diễn viên MC. Ngày hôm nay thì đây là lần thứ hai, the second. Tôi đến đây casting cái vai Dũng. Hy vọng là sẽ hóa thân thật là đạt và có thể nhập cái cảm xúc vô cái nhân vật này. Bởi vì có thể cảm nhận đây là một cái nhân vật thoại không nhiều nhưng mà cái nội tâm khá là cao và mình phải diễn cho ra được cái nét này. Thì hy vọng là sẽ nhập được. Ông đụng vô tới đàn, tay chừng cứng ngắt hết trơn. Là bà không biết anh đàn nhạc như vậy á. Thế là không có anh gì đó. Gì? Anh muốn nghiệp lại bà anh. Thế là theo cái nghề bạc bẻo này. Cái nghề này á, nó nhìn sao là vậy á. Chứ không phải kiểu như trên sân khấu thì trung hiếu, tiết, nghĩa, các thứ. Chứ không phải kiểu như trên sân khấu thì lúc nào cũng trung hiếu, tiết, nghĩa, các thứ. Bên ngoài thì... Hôm nay bây giờ anh ghét má anh. Rồi anh ghét lây qua nghề, hát lên được. Thì đúng rồi, ông già ngày xưa ông cũng hay nói muốn đàn hay á, thì người nghệ sĩ phải biết bỏ cái cảm xúc của mình vô cái ngón đàn. Ủa, ba anh cũng là dân nhạc sĩ hả? Có thời gian ông già ông đi đàn cho mấy đoàn cánh hát đó mà. Hồi nãy thấy cái sông Lan cho bàn thờ thì là anh dân cả lương hả? Nghĩ sao? Nghĩ sao tướng này cải lương? Con nhà nội có gì nữa? Có cha chuyện con nói gì đâu mà. Con má anh sao? Chết rồi. Xin lỗi. Mà hồi xưa luôn má anh có đi theo đoàn hát cải lương. Ủa? Bây giờ là mày hỏi cung tao hả? Thì tôi thấy ngộ với bọn. Tại vì đó giờ đâu có thấy ai mà giang hồ mà có cải lương chứ. Thằng này ngộ. Giang hồ thì cũng có thằng này thằng kia. Làm riêng cho cưng đó. Dạ, cảm ơn chị. Yên tâm, yên tâm. Một lát đi tới nhà hàng muốn ăn bao nhiêu chị cũng đãi hết á. Hen. Đi ha. Em trai, đi chung xe với chị luôn nha.
Dạ, sao vậy? Kỳ ghê hen. Nghệ sĩ mà dị ứng đám đông là sao ta? Vậy ý là không có muốn đi ăn riêng với tôi phải không? Bây giờ nếu mà mình bỏ đi thì coi như là mình bỏ luôn nghề rồi. Làm nghệ sĩ không được hát thì nghệ sĩ kiểu gì chứ? Thì hát đoàn này không được, mình đi hát đoàn khác. Bây giờ đoàn này không cho hát thì mình xin đoàn khác, có sao đâu. Ông biết là thời của quốc dân, tình hình chung mà đoàn ngập bị như vậy. Tôi đã quyết định rồi, vì người muốn đi đâu thì đi, tôi với thằng Dũng ở lại. Tôi đã nói rồi, ai muốn đi đâu thì đi, còn tôi với thằng Dũng sẽ ở đây. Thank you.